tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Helen Phạm Di Trú và Cuộc Sống Mỹ. Lần đầu tiên mình xin chân thành cảm ơn các bạn trong suốt thời gian vừa qua đã theo dõi và ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Rất hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ đó của các bạn. Nếu mà bạn nào thấy chương trình của mình hay, hữu ích cho các bạn trong một số khía cạnh nào đó của cuộc sống thì mong rằng các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình và share giúp mình những video để mình có thêm động lực làm chương trình phục vụ cho các bạn. Chân thành cảm ơn một lần nữa. Chương trình ngày hôm nay lại là một chương trình về di trú Mỹ. Mình đã làm được tất cả là 30 episode về di trú Mỹ rồi. Hôm nay là episode thứ 31. Mình sẽ dành cho phần trả lời các câu hỏi về di trú. Thì mình đã soạn được hai câu hỏi từ hai bạn khán giả email cho mình ha. Thì hai câu hỏi này sở dĩ mình làm chung một cái video vì nó có cái nội dung theo mình là nó xem như nhau nên mình làm chung một video. Ok các bạn, bây giờ chúng ta đi vào câu hỏi đầu tiên ha. Tôi bảo lãnh chồng sang Mỹ định cư. Giờ anh ta đã có thẻ xanh 10 năm và bỏ nhà đi sống với một cô sinh viên. Tuy nhiên chúng tôi chưa ly dị. Tôi có thể kiện anh ta về tội gian dối khi không yêu tôi thật mà kết hôn với tôi để sang Mỹ không? Anh ta có thể bị trục xuất khỏi Mỹ không? Nếu tôi kiện thì sẽ kiện ở tòa án hay sở di trú? Ok, thì cái câu hỏi của bạn này ha, của bạn hay của chị gì đó thì mình không biết ha. Ok, của bạn này thì là bạn bảo lãnh chồng sang Mỹ và bây giờ chồng có thẻ xanh 10 năm, bỏ nhà đi sống với một cô sinh viên ha. Chưa ly dị nhưng mà bỏ nhà đi sống với cái cô sinh viên này. Thì cái bạn này hỏi là có thể kiện anh ta về cái tội gian dối trong di trú khi mà không có yêu thật và kết hôn để sang Mỹ định cư hay không? Anh ta có thể bị trục xuất hay không? Và nếu kiện thì sẽ kiện ở tòa án hay sở di trú? Thì mình trả lời câu hỏi này như sau. Thứ nhất, ở bên Mỹ, bạn có thể kiện anything, bạn có thể kiện bất cứ cái thứ gì và bạn có thể kiện bất cứ ai. Ok ha, người ta có thể kiện bất cứ một cái điều gì mà người ta muốn. Người ta có thể kiện bất cứ ai. Không ai quy định là cái việc đó được kiện hay việc đó không được kiện cả. Vấn đề là bạn có đưa ra được những cái chứng cứ để chứng minh cho cái việc bạn kiện hay không. Có nhiều cái trường hợp là bạn nói cái đó là sự thật. Tôi trình bày cái đó là sự thật, tôi chứng minh bằng cái việc tôi nói như vậy. Nhưng mà ở bên này cái lời nói của bạn nó không phải là chứng cứ để chứng minh cho cái việc bạn nói là sự thật. Tất cả bạn nói cái gì thì bạn phải đưa ra được chứng cứ để chứng minh thì cái đó mới là sự thật. Mình giả dụ là bây giờ cái việc bạn kể là 100 điểm ha, việc bạn kể là 100 điểm là sự thật, đó là 100 điểm. Nhưng mà bạn chỉ đưa ra được 50 điểm để chứng minh thì người ta chỉ xét trên 50 điểm là để người ta quyết định là cái việc của bạn nói cái sự thật đó nó tới mức độ nào thôi. Ok, ở trong trường hợp của bạn này thì bạn nói là bạn muốn kiện cái người chồng này về cái tội gian dối trong di trú là không có yêu thật mà chỉ muốn kết hôn để được sang Mỹ. Chỉ muốn kết hôn để được sang Mỹ thôi, không có yêu thật gì hết. Bây giờ thì sau khi đã được sang Mỹ và có thẻ xanh 10 năm rồi thì bỏ nhà đi như vậy để sống với một cái người khác ha. Thì mình nói là để chứng minh được cái tội mà gian dối trong di trú á thì bạn phải chứng minh được anh ta là kết hôn với bạn không yêu thật như thế nào, mà cái tình yêu là cái rất là trừu tượng. Nó không có hình ảnh, màu sắc, không có bất cứ một cái gì hết. Bây giờ bạn chứng minh bằng cách nào để chứng minh là cái người đó không yêu bạn thật? Nếu mà giả sử như vậy thì lật ngược cái tình thế lại lúc ban đầu đi. Người đó không yêu bạn thật thì bạn tại sao bạn lại kết hôn đưa người đó sang Mỹ? Có đúng không? Bạn chả nhẽ bạn không có đủ cái lý trí sáng suốt, bạn không có đủ cái tình cảm để bạn nhận xét, quan sát là rằng người đó có yêu bạn thật hay không, bạn vội vàng kết hôn để đưa người đó sang Mỹ
Nhưng mà bây giờ bạn cứ một mực nói là người đó không yêu bạn thật, bạn kiện bên ta về cái tội gian dối trong di trú như vậy. Nhưng mà giả sử cái vụ kiện của bạn được đưa ra tòa và cái người chồng đó người ta đến tòa ha, người ta đi quay về và người ta đến tòa thì người ta nói là ô tôi yêu thật chứ, tôi yêu thật thì tôi mới kết hôn, tôi đi sang Mỹ như vậy, chứ còn không thì tôi đâu có đi sang Mỹ vậy chi đó. Thì bạn bạn nói là không thật, người ta nói thì là thật, thế thì chứng minh bằng cách gì? Theo mình thấy trên đời này cái mà khó nhất và cái không thể, dường như là không thể chứng minh được yêu thật hay yêu giả gì đó, là cái chuyện khó nhất đó các bạn, không có chứng minh được cái đó ha. Còn cái việc mà bạn có thể đưa ra được cái bằng chứng nào đó mà nó có sức thuyết phục với tòa thì ok thôi, bạn cứ thoải mái đi kiện ha. Nếu bạn muốn đi kiện thì bạn cứ lập hồ sơ đi kiện, bạn không có biết về giấy tờ thì bạn nhờ một luật sư ha, nhờ một luật sư để bạn đi kiện. Và tất cả các vụ kiện thì bạn nên kiện và phải kiện ở tòa án nơi địa phương của bạn sinh sống ha, cái quận của bạn sinh sống. Chứ còn bạn đâu có kiện trên sở di trú, bạn kiện trên sở di trú không phải là người để giải quyết những cái vụ kiện. Tòa án mới là người người và là nơi để đưa ra những cái phán quyết ha, giải quyết được những cái vụ kiện chỉ có tòa án thôi. Nếu mà tòa án giải quyết cho bạn xong thì sẽ cho bạn một cái court order ha, thì cái quyết định cuối cùng ha, thì bạn sẽ dùng cái đó, rồi bạn muốn làm cái gì tiếp thì bạn làm ha, bạn ly dị anh ta rồi bạn dùng cái đó bạn đưa lên sở di trú. Giả sử đi, bây giờ mình cho một cái tình huống giả sử là tòa án phán quyết là anh này không có yêu cô này thật, muốn đi vào Mỹ thì kết hôn vậy thôi, phạm tội gian dối về di trú. Giả sử cái điều đó là xảy ra thật đi, bạn có đưa ra được những chứng cứ gì đó mình không biết ha, tòa án phán quyết như vậy, bạn có thể dùng cái quyết định, cái phán quyết của tòa án để đưa ra sở di trú. Thì khi đó sở di trú xem xét như thế nào đó thì nếu mà theo cái cuộc R đó thì rất có thể là sẽ làm trở ngại cái con đường về di trú của anh ta, ví dụ như anh ta không thể thi quốc tịch hoặc như thế nào đó, hoặc là trục xuất. Nhưng mà theo mình nghĩ thì cái khả năng trục xuất một người mà đã có thẻ xanh 10 năm rồi đó bạn, nó rất là khó ha. Vì thông thường thì thẻ xanh 10 năm được xem giống như là thẻ xanh vĩnh viễn ha. Nó là thẻ xanh vĩnh viễn, cứ ví dụ như hết hạn thẻ xanh 10 năm người ta lại xin cái thẻ xanh 10 năm mới nếu mà người ta chưa thi quốc tịch. Chứ còn mình rất là ít thấy cái trường hợp là thẻ xanh 10 năm mà bị trục xuất, ngoại trừ là thẻ xanh 10 năm mà người đó phạm tội gian dối về di trú thì người đó bị trục xuất. Người ta sẽ xét ra được phạm tội gian dối về di trú thì có rất là nhiều thứ, ví dụ như là người đó kết hôn giả để đi vào Mỹ ha, là phạm tội gian dối về di trú, người đó sẽ bị trục xuất. Người đó khai mang trong cái đơn di dân vào Mỹ, giả sử như vậy đi, ví dụ người đó là đảng viên đảng cộng sản đi, mà người đó khai gian, người đó không phải, mình giả sử thôi ha, thì người đó cũng phạm tội gian dối về di trú. Hoặc là người đó đã từng đi buôn lậu, người đó đã từng phạm tội hiếp dâm, giả sử như vậy đi, thì người đó làm những phạm những cái tội đó mà vì lý do gì đó không biết thì người đó khai gian ha, khai gian trong cái đơn DS-260, đơn di dân vào Mỹ. Thì khi đó thì một thời gian sau khi vào Mỹ có thẻ xanh, thậm chí có quốc tịch luôn cũng vậy bạn, mà người ta phát hiện ra thì những cái tội gian dối về di trú như vậy thì người đó sẽ bị trục xuất ha. Hoặc có thể là nếu có quốc tịch rồi thì sẽ khác cái trường hợp của có thẻ xanh, có quốc tịch bạn có thể bị đi tù ha, nếu mà người ta được đầy đủ chứng cứ chứng minh là bạn gian dối về di trú về những cái tội như vậy. Thì có một cái dịp nào đó mình sẽ làm một cái video về những tội gian dối về di trú Mỹ mà bị trục xuất, những cái tội mà nó đa số là những cái tội mà nó vi phạm đến đạo đức của người ta đó các bạn, ví dụ như là bắt cóc trẻ em nè, rồi mại dâm nè, rồi buôn lậu ha, rồi khủng bố giết chóc, những cái tội mà rất là nặng nề và vi phạm về đạo đức của con người ta ha. Đó thì nó sẽ bị cấm vào Mỹ.
vĩnh viễn ha, bị trục xuất. Những cái tội đó nó nếu mà bạn gian dối trong những cái việc khai những cái tội đó thì bạn bị trục xuất, bị cấm vào Mỹ vân vân ha. Còn cái trường hợp của cái anh này thì nó rất là mong manh mơ hồ khi mà bạn chứng minh anh ta không có yêu bạn thật. Mình nghĩ là như vậy, nếu mà nói mình tư vấn thì mình sẽ khuyên bạn một điều là mình giữ được người ta, có cho dù mình giữ được cái xác người ta, mình không giữ được cái hồn người ta thì cũng vậy thôi ha. Nếu mà một khi mà anh ta đã bỏ nhà ra đi với một người khác, sống với một người khác, thì giả sử là cái lúc đầu anh ta có yêu bạn thật mà cho đến bây giờ anh ta không yêu bạn nữa, anh ta đi yêu người khác, thì mình cũng phải chấp nhận cái hoàn cảnh, cái số phận như vậy ha, cái chuyện như vậy thôi, chứ tại sao mà mình lại phải tức giận để đi kiện. Kiện ở bên này nó rất là phức tạp và nó rất là tốn tiền. Bạn đi ra mà nội bạn tư vấn với luật sư di trú thôi, tư vấn với luật sư thì họ đã lấy bạn rất là nhiều tiền rồi, bạn cứ theo cái vụ kiện đó, bạn phải trả tiền cho luật sư ha, trả tiền giờ cho luật sư đó, thì bạn nghĩ đi, bạn dùng bao nhiêu là tiền bạc để bằng mọi cách để đi kiện trong cái vụ này, cái bạn được là gì? Cái bạn được không là một cái gì hết, chỉ là cái sự, giả sử là các bạn kiện có thắng kiện, người ta có bị trục xuất đi, thế thì bạn vui được gì? Bạn chỉ hả giận ngay lúc đó thôi, nhưng mà suy nghĩ lại thì người thiệt thòi về tình cảm, người bị tổn thương về tình cảm vẫn là bạn ha. Thì bạn cứ suy nghĩ đi, nếu mà không cần thiết thì bạn đừng nên làm những việc đó, bạn có thể liên hệ với anh ta yêu cầu về và bạn ly dị thế thôi ha. Còn người ta, nếu mà người ta có lỗi lầm gì đó với bạn thì nói theo đạo Phật là đời có nhân có quả ha, thì giả sử chuyện của bạn kể là đúng thì người ta sẽ gặp những cái hậu quả sau này trên cái cuộc sống đường đời, trên cái đường đời còn lại của người ta thế thôi. Mình nghĩ như vậy cho nó đơn giản, chứ còn mà bạn đi kiện ở bên này nó rất là tốn kém, thì cái khả năng mà chưa chắc có khả năng thắng kiện, mà mình cảm thấy là bạn rất mơ hồ trong cái vấn đề đưa ra chứng cứ chứng minh nữa, rất là khó ha. Ok, mình kết thúc cái câu hỏi của bạn ở đây ha. Mình sang câu hỏi thứ hai. Em là du học sinh sang Mỹ, quen với một người, em mang thai, sau đó kết hôn và có thẻ xanh 2 năm. Nhưng cuộc sống không hạnh phúc, chồng không cho em đi làm, nên em không có tiền, chỉ ở nhà chăm con. Chồng nhiều lần đánh em. Em sợ quá nên đã đem con bỏ nhà đi, con em 11 tháng. Em bỏ qua tiểu bang khác sống, xin đi làm neo và ở nhờ nhà chủ tiệm. Mấy tháng sau, em có quen với người khác, anh này đã từng ly dị, cũng lớn tuổi, thấy hoàn cảnh của mẹ con em nên kêu em dọn về ở chung. Anh ấy muốn kết hôn với em, nhưng tình trạng của em bây giờ là chưa ly dị với chồng cũ và thẻ xanh 2 năm của em hết hạn mấy tháng rồi. Em mới qua tiểu bang khác sống nên không biết phải làm giấy tờ thế nào. Cho em hỏi có cách nào để em ly dị, kết hôn mới và xin được thẻ xanh 10 năm không? Ok, cái câu hỏi này nó hơi dài một tí, thì mình tóm lược lại cái câu hỏi cho các bạn xem chương trình dễ hiểu ha. Có nghĩa là bạn này là du học sinh, có quen với một người bên này, có thai trước khi kết hôn, và sau đó kết hôn thì cũng xin thẻ xanh 2 năm bình thường, và khi cái cuộc sống không hạnh phúc thì bạn này ôm cái đứa con 11 tháng bỏ nhà đi, bỏ nhà đi qua tiểu bang khác sống và xin đi làm neo, sau đó thì có gặp người mới và về nhà cái người mới này sống, và bây giờ thì cái tình trạng bạn này là chưa ly dị với người cũ nhưng mà bạn muốn là ly dị và kết hôn với người mới, xin thẻ xanh 10 năm, và bây giờ là tình trạng là thêm một cái vấn đề đây nữa là thẻ xanh 2 năm của bạn đó đã hết hạn mấy tháng rồi. Thì bạn đã hỏi là có cách nào để bạn đó ly dị với người cũ, kết hôn với người mới, xin thẻ xanh 10 năm. Ok, xin thẻ xanh 10 năm. Thế thôi. Mình trả lời câu hỏi của bạn như sau. Cái việc mà bạn có đứa con 11 tháng ha. Đứa con nó bao nhiêu thì cũng không quan trọng, như vấn đề là bạn khai là nó 11 tháng. Bạn có một đứa con thì chứng tỏ là cái cuộc hôn nhân của bạn với cái người chồng cũ là thật ha, cái điều đó là một điều lợi cho bạn, là bạn có một đứa con với người đó thông thường thì là thật, tại vì người ta có con với nhau thì thông thường là cuộc hôn nhân đó là thật, đó là một lợi thế của bạn.
Thế thì việc mà bạn hỏi là bạn có khả năng xin thẻ xanh 10 năm hay không? Bạn có xin được thẻ xanh 10 năm hay không? Thì ok, mình trả lời là có khả năng bạn xin được thẻ xanh 10 năm chứ. Tại vì bạn có một đứa con mà ha. Rồi, bạn có thể khai trong cái việc mà bạn xin thẻ xanh 10 năm thì bạn nói là ok, bây giờ là cuộc sống của tôi không hạnh phúc mà bạn nói là bạn bị chồng đánh đập gì đó ha, chưa cần biết là có chứng cứ chứng minh gì hay không, nhưng bạn cứ nói là chồng bạn đánh đập bạn, sau đó bạn không happy với cái cuộc sống và bạn trong lúc hoảng loạn thì bạn ôm đứa con đi ha, thì bạn có thể nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm. Nhưng mà trước mắt bạn phải giải quyết cái tình trạng là bạn quay về, bạn ly dị với cái người chồng cũ, tại vì bạn không ly dị thì bạn không thể nào kết hôn mới được hết. Tại vì bạn không thể song song cùng lúc mà bạn có hai cuộc hôn nhân được. Do đó thì bạn phải ly dị với người chồng cũ thì bạn mới kết hôn được với người chồng mới. Thì cái con đường của bạn đi mình tư vấn như sau. Thứ nhất, bạn quay về bạn ly dị ha, bạn ly dị với người chồng cũ. Ly dị xong, bạn nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm, bạn nộp đơn một mình bạn, tại vì chắc chắn một điều rằng bây giờ bạn quay về bạn ly dị thì bạn không thể nào trước khi ly dị bạn nhờ cái người chồng cũ đứng ra bảo đảm đảm cho bạn để xin thẻ xanh 10 năm được ha. Anh ta trong cái tình trạng như vậy, cái cuộc hôn nhân của bạn với anh ta nó không có happy như vậy thì không thể nào anh ta đứng ra để xin cái thẻ xanh 10 năm cho bạn được ha. Thông thường thì người ta xin thẻ xanh 10 năm thì cả cái người bảo lãnh lẫn cái người được bảo lãnh đều ký vào cái đơn chung để cái xin cái thẻ xanh 10 năm đó các bạn. Nhưng mà bây giờ cái tình trạng của bạn thì bạn phải ly dị trước, bạn ly dị trước xong sau đó thì bạn mới tự một mình bạn bạn nộp đơn để xin thẻ xanh 10 năm ha. Nhưng mà có một cái vấn đề ở đây mình cần nhắc nhở với bạn, và đây là một vấn đề rất ư là quan trọng, đó là bạn có thể phạm tội bắt cóc trẻ em mặc dù trẻ em đó chính là con của bạn. Có thể có nhiều người nói tại sao tôi lại bắt cóc con của tôi sao tôi phạm tội đó được. Nhưng mà bên Mỹ này, nếu như mà một người cha hoặc là một người mẹ tự ý mang đứa con còn nhỏ của mình, nhỏ ở đây là dưới 18 tuổi nha các bạn, không có phải là còn nhỏ là mấy tháng hay là hoặc là nó chỉ cần 4 5 tuổi hoặc nó 10 tuổi mười mấy tuổi ha, mà bạn có thể mang nó đi được, nó dưới 18 là còn nhỏ đó, thì nếu mà một trong hai người cha hoặc mẹ tự ý mang đứa con chưa thành niên của mình mà không được sự đồng ý của cái người kia hoặc không có sự thỏa thuận gì của hai người hết, tự ý một mình mang cái đứa con còn nhỏ đó, chưa thành niên đó đi đến một cái nơi khác, cái nơi cư ngụ, bạn có thể phạm tội bắt cóc con nít, bắt cóc trẻ em, và cái tội này là bạn sẽ đi tù. Mình chỉ nói tất cả đây, mình chỉ nói có thể thôi, còn người ta sẽ xem xét từng cái trường hợp cụ thể ha, chứ không phải là mình nói là bạn chắc chắn 100% là bạn sẽ phạm tội đó thì mình không có nói. Cái điều này là đính chính thật sự, nếu mà bạn xem chương trình thì mình cũng đính chính thật sự là như vậy, bạn có thể phạm tội bắt cóc con nít như vậy đó. Và bạn nếu mà lời khuyên thật sự thì bạn nên nhanh chóng quay về để làm thủ tục ly dị với người chồng, và nếu trong cái phút mà nào đó bốc đồng ha, anh ta muốn đi kiện bạn về cái tội bắt cóc con nít, bắt cóc con của anh ta như vậy, thì bạn nên giải thích ha, bạn khi mà ra tòa đi, cái này là mình mở một con đường cho bạn để bạn có thể nói, nếu mà bạn gặp trường hợp như vậy, bạn nói là bạn hoảng loạn quá, bạn hoảng loạn quá, bạn sợ quá và bạn không biết luật pháp ở bên Mỹ, bạn không có biết cái gì hết ha, nên bạn mới đưa con bạn đi như vậy, và bạn cũng muốn là bạn sẽ quay về chứ bạn không có muốn là đi luôn như vậy, bạn chỉ sợ quá bạn đi nhất thời thôi. Chứ còn nếu không bạn có thể, anh ta nếu mà kiện thì bạn có thể phạm tội bắt cóc con nít như vậy đó. Do đó thì bạn nên nhanh chóng quay về làm thủ tục ly dị với người chồng cũ, sau đó thì xin thẻ xanh 10 năm và kết hôn với người chồng mới ha. Tình trạng của bạn bây giờ là đang bất hợp pháp, thẻ xanh 2 năm của bạn hết hạn rồi, bạn đang bất hợp pháp trong cái khoảng thời gian này. Do đó sớm ngày nào tốt ngày đó,
ha, để bạn thu ngắn cái khoảng thời gian mà bạn bất hợp pháp ở Mỹ đi. Bạn bất hợp pháp mấy tháng bạn nó khác chứ bạn bất hợp pháp 1-2 năm. À, vì mấy tháng thì bạn còn có lý do là tôi chưa có kịp thu xếp thời gian để tôi bay về, hay tôi chưa có đủ tiền để tôi đi về cái tiểu bang cũ để tôi ly dị rồi tôi xin thẻ xanh 10 năm, tôi chưa có kịp thời gian. Nhưng mà bạn để kéo dài 1-2 năm nó sẽ khác hoàn toàn. À, bạn không có lý do gì bạn để kéo dài như vậy được. Do đó thì bạn nên nhanh chóng quay về để làm thủ tục ly dị với người chồng cũ. Và lời khuyên thứ hai nữa, đừng nóng giận, đừng bất cứ một cái thứ gì hết, để cho mình xong xuôi việc của mình chứ không có tranh chấp cãi nhau hay cái gì nữa hết. Nếu mà không, anh ta có thể kiện bạn về tội bắt cóc con nít, mặc dù là con của chính bạn đẻ ra ha, anh ta có thể kiện bạn cái tội đó đó. Rồi bạn cứ kết hôn với người mới thôi, nếu như mà bạn thấy là cái đó là cần thiết cho cuộc sống của bạn ha, bạn cứ kết hôn với cái người mới của quen của bạn, không ai nói gì hết. Ok, chứ còn nếu mà bạn mà bây giờ mà bạn cứ để cái tình trạng này rồi bạn cứ cứ kéo dài và không sợ hãi, không dám quay về ly dị hay như thế nào đó thì nó rất là bất lợi cho bạn. Và mình nghĩ là trong cái trường hợp của bạn nên tìm một người, không có thể là không phải là luật sư di trú cũng được, nếu mà bạn không có tiền bạn có thể tìm một người nào đó họ rành về luật di trú Mỹ ha, thì họ sẽ giúp đỡ bạn trong cái trường hợp này ha, để bạn làm cái hồ sơ xin thẻ xanh 10 năm ha. Nhưng mà ly dị trước đi đã, ly dị để mình tự độc lập đứng ra xin thẻ xanh 10 năm. Cả một cái hồ sơ của bạn nó chỉ có một cái điểm lợi duy nhất để người ta không có quy bạn là kết hôn giả thế này thế nọ, là bạn có đứa con, chỉ như vậy thôi. À, bạn có đứa con chung với cái người chồng cũ, nhưng mà cái đứa con đó cũng là cái khúc mắc khi mà người ta, nếu mà người ta quy tội là bạn bắt cóc con nít ha. Còn cái việc bạn nói là anh ta đánh đập bạn, bạn sợ quá bạn bỏ đi bạn có chứng cứ để chứng minh cái việc anh ta đánh đập bạn hay không? Giống như cái câu hỏi số 1 lúc nãy mình trả lời, tất cả những cái gì ở bên Mỹ này khi bạn muốn kiện người ta, ok, bạn có quyền kiện thoải mái, bạn có quyền nói thoải mái, thậm chí người ta kiện bạn, bạn có quyền nói thoải mái phản biện lại ha, bạn phản biện lại toàn bộ không ai nói gì cả. Nhưng mà bạn phải có chứng cứ để chứng minh cho cái lời nói của mình. Ví dụ bây giờ bạn cứ kêu anh ta đánh bạn thì bạn phải có chứng cứ chứng minh. Ví dụ như bạn đã từng gọi police tới nhà chưa? Police tới nhà thì có sự chứng kiến của police ha, có cái cách thật là bạn đã gọi police đến nhà về cái tội mà anh ta hành hung đánh đập bạn ha. Bạn có giấy của bệnh viện không? Những cái lần nào anh ta đánh đập bạn, bạn có từng kêu cứu một ai để giúp đỡ bạn trong lúc anh ta đánh đập bạn không? Người đó có thể là người làm chứng ha. À, bạn có một cái hình ảnh nào, một cái đoạn video nào về việc anh ta đánh đập bạn không? Tất cả những cái đó bạn, nếu mà bạn không có thì bạn không thể chứng minh được là anh ta đánh đập hành hạ bạn như thế nào hết ha. Làm sao mình chứng cứ, mình chứng minh được bằng chỉ có lời nói của mình thôi, mình không muốn nói gì mình nói. Mặc dù là mình có đứng ra mình tuyên thệ trước tòa là tôi sẽ nói 100% là sự thật, hoàn toàn là sự thật và chỉ có sự thật, nhưng mà mình phải có chứng cứ chứng minh cho cái lời nói của mình. Tại vì người ta không phải là thánh, không phải là tất cả mọi cái người ta nói ra đều là sự thật hết được. Do đó thì mặc dù là bạn đã tuyên thệ rồi, nhưng mà trước tòa khi mà bạn bắt đầu bạn nói, người ta bắt bạn tuyên thệ rồi, nhưng mà làm sao người ta biết là bạn có nói dối hay không được. Người ta không thể quy vào cái lời thề để người ta nói bạn nói thật được. Do đó nếu mà bạn có được những chứng cứ chứng minh là anh ta đánh đập hành hạ bạn thì ok, bạn nộp ra. Để những cái chứng cứ chứng minh đó thì bạn sẽ nộp trong cái quá trình bạn xin cái thẻ xanh 10 năm ha. Ok, mình trả lời hai câu hỏi xong rồi, nhưng mà có một cái điều mình muốn nói với các bạn ở đây là hầu hết những người viết những cái câu hỏi như vậy á thì đa số họ chỉ viết thiên về một phía thôi. Tất cả những cái người như vậy họ đều quy tội cho đối phương, có nghĩa là chỉ viết cái phần mà nói chung là cái phần đúng về phía mình thôi, còn tất cả mọi cái sai lầm đều là về phía đối phương hết, mình thừa biết chuyện đó. Và thậm chí là có người trường hợp của họ rành rành nhưng mà họ không nhận đó là trường hợp của họ ha.
họ không viết cái trường hợp của họ, họ chỉ viết là em gái của tôi bị như vậy, bạn của tôi, cậu của tôi, dì của tôi bị như vậy ha. Tất cả đều có viết là người khác có trường hợp đó chứ không phải mình. Và mình cũng rất hiểu một điều rằng rất ít người nào rảnh rỗi và muốn đi giúp người khác bằng cách là phải đi lên để hỏi dùm cho người khác. Người khác cũng có thể tự viết vậy, người khác cũng có thể tự nói được vậy. Tại sao mình phải đi hỏi dùm ha? Một cái điều mình nói đây là không có một cái câu hỏi nào trong chương trình mình nói bạn đó làm cái gì, bạn đó ở đâu, bạn đó tên gì, bạn đó bao nhiêu tuổi, mình không hề nói gì hết. Do đó các bạn cứ hỏi ha, nếu mà các bạn thấy cần thiết các bạn cứ hỏi. Và bạn là bạn thế thôi, chứ còn việc gì bạn phải sợ ai mà bạn nói là của người khác, thứ nhất. Thứ hai nữa là hầu hết thì các bạn đều nhận cái phần đúng về mình và cái phần sai về đối phương hết, toàn bộ là phần sai về đối phương, hoặc là không kể cái phần sai của đối phương, không kể cái phần sai của mình mà chỉ kể cái phần sai của đối phương thôi. Trong hai câu hỏi này cũng vậy. Câu hỏi thứ nhất, cái người này hỏi như vậy là ý là anh chồng này tự động bỏ nhà đi với cái cô sinh viên đó, nhưng mà không hề nói là vì sao anh ta bỏ nhà đi với cái cô sinh viên đó ha. Ai, cuộc sống như thế nào thì anh ta mới bỏ nhà đi với cô sinh viên đó. Rồi cái trường hợp thứ hai cũng vậy, cái cô bé, cái cô bạn này, sorry, cô bạn này du học sinh này chỉ kể là anh chồng không cho đi làm, rồi ở nhà, rồi đánh không có tiền xài, rồi đánh đập hành hạ gì đó ha. Nhưng mà mình nghĩ như vậy, sorry với bạn nếu mà cái lời nhận xét của mình nó không đúng, nhưng mà mình nghĩ như vậy do chắc là do bạn đang trong tình trạng nuôi con còn nhỏ, hoặc là bạn có thể là bạn chưa có tìm được một công việc nào phù hợp thì anh ta mới không để bạn đi làm ha. Chứ còn hoặc là bạn bạn không bản thân bạn không muốn đi làm cũng không chừng nữa, chứ không phải là ai bắt buộc bạn được hết. Nếu mà mình bản thân mình là một người đàn ông, mà nếu mà người vợ đủ cái điều kiện để vừa đi làm vừa có thể thách khe con cái được ha, và người đó cảm thấy là việc đi làm là cần thiết thì ok, tại sao mà anh ta lại không cho, đúng không? Đâu có ai có quyền bắt hay không bắt bạn đâu, được đâu. Đó, thành ra là việc bạn nói là anh ta không cho đi làm thì mình thấy nó có cái vấn đề gì ở đây đó. Tại vì nếu mà bạn đi làm được, bạn cũng có thể phụ giúp được kinh tế cho anh ta, vậy tại sao anh ta không cho? Đúng không? Rồi cái việc mà bạn kể là đánh đập hành hạ bạn, bạn chỉ nói một phía như vậy thôi, chứ thật ra tất cả mọi câu chuyện không có lửa thì sẽ không có khói ha. Cái gì cũng có hai chiều, có chiều đi cũng có chiều lại, chứ nó không có cái gì mà một phía hết. Do đó thì có thể có những cái khúc mắc nào đó ở trong cái câu chuyện của bạn mà bạn không tiện nói ra, ok, không sao cả. Mình chỉ nói như vậy thôi và phân tích thêm một chút xíu cho các bạn hiểu rằng có hai vấn đề mà mình phát hiện ra khi mà đọc những câu hỏi về di trú ở đây. Đó, một vấn đề đầu tiên mình nói là người ta không thừa nhận nhân vật chính là người ta ha. Người ta nói là bạn bè, anh chị em, cô dì chú bác gì đó. Đó là vấn đề thứ nhất, người ta không thừa nhận người ta là nhân vật chính. Vấn đề thứ hai là người ta toàn là nói phần đúng về mình thôi, không kể một cái phần sai nào của mình ra cả. Mọi phần sai là đều của đối phương hết. Thì mình nhận xét như vậy và cũng nhân tiện là nói với các bạn như vậy thôi. Nếu mà có làm không vui một số bạn nào đó thì cho mình sorry ha. Ok các bạn, mình kết thúc chương trình ở đây. Hy vọng rằng sau hai câu hỏi về di trú này, những bạn nào xem chương trình có thể rút ra cho mình được một số kinh nghiệm nào đó về cuộc sống Mỹ, về di trú Mỹ ha. Mình chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ và tốt lành nha.